cha làm mình nằm là nghe túi rồi. Dạ. Cái bánh nam em để nhấn nhiều là hấp cho em nha. Dạ. Em 15 6 đâu. Quyên quỷ quá, cáo sáng quá. Thấy chưa, tôi bị kém mà. Ngon nhất không ai có được. Dạ. Chị làm cái những tôm tầm đa. Mà ăn ngon thì nhổ bố hồi. Nè ôm nè quý vị ơi. Chị có 28.000 thôi. Bên kia. Dạ bên năm sao chị bên năm. Bên năm à. Ôi, con lễ. Con lễ hả? Anh con đi nè, anh chụp ảnh nha. Anh lễ ngôi đầu. Ôi cha, làm nằm là nghe túi rồi. Lạ mô. Dạ đây bạn. Làm sẵn đi là tôi phải ấm đây. Người dân quẹt. Không để cô quẹt đi, chứ mình quẹt không đâu. À đó, xong đi. Để căm kìa, bây giờ bà Nhân. Bà Nhân không? Đây là bánh nằm này đó. Điều điều phải không? À, bà đẹp không? Không. Được chưa? Dạ. Điều chưa? Dạ, chị à, chị giấu anh miếng mì. Giờ xếp tao. Dạ. Xếp mẫu đi. Dạ, à. Bè, bè đi được. Bè đi, bè bè. Rồi, rồi. 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 Lắp đem đây quá luôn. Rồi. 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 Đè xuống này. Đó, này. Đè xuống đi. Hơi lực chút xíu nhưng mà được. Được chưa? Đó. Được, được đấy. Ở đây là mình là chuyên về bánh cái gì hả? Dạ, em gặp là bình Huế. Là Huế thôi. Dạ, nằm lọc cá mít, bánh cắm chả tôm. Là chị là Huế đúng không? Dạ, em như Huế. Cái bánh nam em để nhấn nhiều là hấp cho em nha. Dạ. Đó, cái bánh nam em cứ làm là hấp cho tôi ăn. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Chị là tay nghề cao lên rồi đó. Mình làm bánh này vui quá hả? Đấy. Hôm nay là mình tự làm, mình tự ăn luôn. Đó, đã đi chưa? Đó. Đó. Chị vô Đà Nẵng lâu chưa? Dạ, lâu rồi. Là vô đây là mở bánh bèo, mình nằm, mình lọc, mình rám luôn. Dạ. Bây giờ quay tay anh nhìn. Được hết, được hết. Dạ, được. Được, được, đó. Dạ, dẹo rồi. Có nghe. Có nghe. Đấy. Đó, đúng chưa? Đó. Đây làm nhân ngon này, làm nhân rất là nhiều luôn. Nhân tôm rất là nhiều, rất là ngon. Lần đầu tiên cái bánh đúng không? Không, lần đầu rồi. Cái nhân này là làm từ thứ gì vậy chị? Tôm đúng không? Tôm. Mình có thịt không? Đây là bột gạo. Ô. Đây nè, dạ, hấp dẫn chưa? À, này không cần lên 15 6 đâu. Hồi nãy giờ là gói bánh nậm, giờ là xong bánh lọc nè. Dạ rồi, xong đấy là bám bị trắng mắt. Bám ít này trời ơi. Tôm này chín chưa? Dạ chín rồi. Ăn thôi, không? Thì còn hấp lên giờ được, anh lấy rồi đi. Ăn con tôm nè. Ngon quá. Kiếm lắm. Đủ lò luôn. Chúng từ con bánh tê là bánh cánh anh Lê. Bánh cánh năm phồ. Anh Lê người Huế là việc bánh cánh năm phồ chứ. Ồ, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn. Dạ. Cảm ơn anh rồi. Dùng để ăn bánh cánh nha. Dạ. Ngoài là nó về ấy, con đấy là ăn đây bà khách. Thử nè đây. Thì đi ăn con bỏ tôm nữa. Nè, bên ít nè, bên ô bỏ tôm vô trong đẹp quá. Hấp dẫn, hấp dẫn. Ồ, ngon quá. Quyên quỷ quá. Con gái con nồi rồi, cáo sáng quá. Dạ rồi. Em mở tay lọc ba nồi ở trong anh. À hả, tay lọc tay gân gân kì đi bố sĩ hả? Trong nồi mà, vua chùa mà. Mà chưa về đấy bạn, mình nằm thôi. Đấy. Rồi, ra ăn này ngon quá. Đúng là nhà làm đúng nghề Huế luôn, ngon ha. Đây nè. Nè, cái này là da heo thiệt nha. Ờ, có mấy chỗ thì ta tiết kiệm, ta dùng bánh mì chiên. Hay là bên Mỹ cũng dùng bánh mì chiên, nhưng mà nó không có ngon bằng da heo thiệt.
Miếng ớt này là ớt. Ớt này là ớt mọi, ngon lắm. Em không biết này không phải là ớt hiểm mà ớt mọi. Ngon quá. Chị chị Quảng Minh lên 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 địa chỉ của mày chị ơi. Thanh Phổ Mô, Thanh Phổ Mô. Dạ, Thanh Phổ Đà Nẵng. Ai cũng về Đà Nẵng lên địa chỉ lên lên của mày chị nói này. Trân Thị. Dạ, bạn Huệ Trân Thị. À Trân Thị chính của tên. Dạ, em đặt là Trân Thị đó. Là chị Trân Thị đúng không? Dạ không. Thì ơi, thì rớ dị ba. Ăn nghe thử nha. Dạ. Mười thằng tài tới nhà. À rồi, đi lâm chắc đóng đi đường đó rồi. Ừ, ngon. Thì em hỏi này, cái nước mắm mía á, nó chỉ có dung từ đâu tối này chị đâu đó. Thấy chưa, có bị ngán mà. Quý vị biết không? Dạ, chỉ có quý vị mới lâm rồi được. Ngon nhất không ai có được. Dạ. Người ta là lấy nước mắm này, người ta pha với đường và là ăn là ngon rồi, nhưng mà đây là cái đặc sản của Huế là phải dùng cái đầu tôm, tại vì khi mà mình làm bánh á, thì yeah. Mình có cái tôm tôm cháy nè, thì mình có tôm cháy thì mình lấy cái vỏ tôm với cái đầu tôm mình làm nước mắm, yeah, và còn cái nhân tôm thì mình làm cháy hoặc là làm bánh nậm, cho nên cái vị nước mắm rất là đặc trưng nha. Quý vị muốn ăn đúng là Huế là phải đến đây mới đúng nè, còn mấy cái kia là Huế mà Huế xa xa. Này gần nè. Ngon ngon. Dạ. Em ăn cái nước mắm là em chịu. Dạ, anh lễ tài chưa? Dạ, đấy là mình đồng. Nó gọi một cái. Mình lọc là mình ăn được mà măng. Dạ, con anh bình nằm nó ăn chúng mình lên được mà mình bè. Muốn chi chi? Con bình rán thì nó có miếng được mầm riêng. Có cho tốn nữa. Ở bên lọc mới luôn. Đấy là chả tốm rồi đúng không? Đây chả cua đó, em hay gọi nó chả cua đó. À chị làm bánh tốm đó. Mà tốm hay cua như nhau. Ngon chưa? Nè bên lọc nè. Lục ngon. Các bạn thấy không? Bánh lọc mà ăn mà luộc mình nhìn xuyên như vậy mới ngon nè. Thơm, cái lá thơm á. Là lá giống. Đó, thơm. Lá giống thì thơm. Rất ngon, không có quá là dai mà không quá là bị mềm, vừa rất là ngon, tại có nhiều cái bánh rất là dai nha chị. Yeah. Nhưng cái này là vừa rất ngon. Ngon lắm, làm cái bột ngon mà chị làm cái những tôm đầm đa. Yeah. Bạn ăn rất là ngon, vừa mềm quá, vừa mềm cái đi lên luôn quý vị, cái ăn ngon lắm. Yeah. Mà ở Huế mới là có cái chữ là vúa hầu. Vúa hầu, vúa hầu. Mà ghẹt ái lòng này cái đồ vúa hầu. Dạ, đúng rồi. Mà ngón thì thằng ngón vúa hầu. Là rắn. Nhiều lắm này. Không có ghẹt ái là ghẹt cái đồ vúa hầu. Mà ăn ngón thì ngón vúa hầu vậy. Ngón vúa hầu thì đó. Nó có nhiều lắm. Ngon. Bỏ lên. Ăn bỏ lên. Rất ngon. Mà cái bánh rất là giàu có. Tại vì người ta là có nhiều nơi người ta làm mà chung cái thịt, nhưng mà mình sang hơn là mình bỏ tôm không. Yeah. Tôm là tốn kém, tôm không là tốn kém hơn. Còn dạ gọi đẹp, em gọi đó, em gọi đó, em gọi đó, em gọi đó, em lấy mình mới gọi đó. Bữa chưa được gọi mình cái bạn nước nhắm ra mời mua trường à, phải thường. Ngon lắm cái bánh ram này á, bên Mỹ họ làm cái bánh bự như nè. Yeah. Mua một cái dĩa họ bán 4 cái, nhưng mà ở đây mình làm nó nhỏ hơn. Ngon nữa rồi. Tôm rất là thấm. Dạ. Đẹp tươi á. Chim nóng đẹp tươi á. Thật ra thì nước mắm thì làm rất là ngon. Bày nó ngon. Dạ, đĩa xong đó. Mẹ tôm nè quý vị ơi. Chỉ có 28.000 thôi. Mấy tạm nghiêm một số này. Coi chén nước mắm nè, nước mắm đã chứ. Riêng. Nè. Dạ, mùi khác nhau. Dạ, mùi thử mùi khác nhau, cái này là măng. Đó. Để lấy cái ực sắn ăn vào cho thơm. Đó. Dạ. Ăn bánh canh nè. Bánh canh Nam Phổ này là mình làm bột gạo hay bột chí gì? Dạ, bột gạo, mình thêm khoảng một cục bột lọc nữa. Úi, chè dễ thờ chứ, chè biển. Hả? Đó, mình là chí đó, mình dạ, đúng rồi. Đó. Dạ, đúng rồi. Thử nghe.
ngon quá. Muốn học mềm khó lắm, dạ, nghe khỏng á. Mời quý vị ăn nha, hôm nay cho thử đồ ăn mà quên mất tiêu. Mời quý vị ăn cùng Lê nha. Mọi người đến Đà Nẵng nhớ đến đây nha. Quán Trần Thị ở số 23 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đà Nẵng nha.